không quân Ukraine thực hiện 27 cuộc tấn công, bắn rơi 10 máy bay không người lái Shahid của Nga. Nga lưu hành bản đồ bao gồm lãnh thổ Ukraine bị sắp nhập. Cộng hòa Séc sẽ chi 61 triệu euro cho việc tái thiết Ukraine. Úc lên kế hoạch huấn luyện chiến đấu cho binh sĩ Ukraine. Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu Ngoại trưởng Blinken trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc vì bức hại Pháp Luân Công. Kiến nghị công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai ở Phú Yên, đề xuất kéo dài thời gian cho người Việt vào chơi casino. Phòng cấp cứu ở thành phố Hồ Chí Minh kín trẻ mắc bệnh hô hấp. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 13 tháng 10 của DKN TV. quý vị, mở đầu là cập nhật về chiến sự tại Ukraine. Ukraine Form đưa tin, trong ngày 12 tháng 10, quân đội Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, 4 cuộc không kích và tới 10 cuộc tấn công bằng MLRS vào các khu định cư của người Ukraine. Đáp trả, không quân Ukraine đã tiến hành 27 cuộc không kích vào các khu vực trang thiết bị quân sự của Nga. Điều này được nêu trong báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tính đến 18 giờ ngày 12 tháng 10 và được đăng trên Facebook. Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết quân Nga tiếp tục sử dụng máy bay không người lái Shahid-136 do Iran sản xuất. 10 máy bay trong số này đã bị lực lượng phòng không Ukraine tiêu diệt. Hơn 40 khu định cư đã bị quân Nga pháo kích ở hướng Nam Bu. Trong ngày qua, các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần Novosadove, Bakhmutske, Ivanhrad, Bakhmut, Soledad, Spine, Mayos và Krasnohorivka. Không quân Ukraine đã thực hiện 27 cuộc không kích, đánh vào hơn 20 khu vực chứa vũ khí và trang thiết bị quân sự, cũng như 6 hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Ngoài ra, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn rơi 10 UAV và 4 máy bay trực thăng của đối phương. Lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh vào 3 sở chỉ huy, 10 khu tập trung nhân lực, vũ khí, quân trang và 4 kho đạn. Ngoài ra, các vị trí phòng không, phòng thủ điện tử và các mục tiêu quân sự khác của Nga cũng bị thiệt hại lớn. Thưa quý vị, bản đồ mới của Nga bao gồm các vùng ly khai Ukraine mới bị sáp nhập bắt đầu được bày bán, lưu hành ở thủ đô Moscow. Theo trang Ukrainska Pravda, hãng thông tấn Ria Novosti đưa tin, Trung tâm bản đồ Nga ngày 12 tháng 10 cho hay các bản đồ được lưu hành dựa trên thông tin từ Rosreestr, cơ quan hành pháp Liên bang Nga cung cấp các dịch vụ công liên quan đến đăng ký quyền sở hữu đất đai, đăng ký địa chính. Cơ quan này cho biết thêm trước mắt bản đồ mới sẽ được lưu hành hạn chế. Điện Kremlin hiện chưa bình luận về thông tin trên. Hôm 5 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật sắp nhập vào Nga bốn vùng ly khai của Ukraine, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Đây là thủ tục cuối cùng nhằm hoàn tất việc đưa những vùng trên trở thành lãnh thổ Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý bị dư luận thế giới phản đối dữ dội hồi cuối tháng 9. Các khu vực trên chiếm khoảng từ 15-18% đến 18 diện tích lãnh thổ của Ukraine. Cùng với bán đảo Crimea đã sắp nhập năm 2014, tổng diện tích đất mà Nga đã sắp nhập bất hợp pháp cho đến nay chiếm hơn 22% lãnh thổ Ukraine. Trong tuyên bố mới nhất, quân đội Ukraine hôm qua thông báo tiếp tục giải phóng 5 khu dân cư ở Kherson. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng thêm 5 khu dân cư ở quận Berislav thuộc tỉnh Kherson, gồm Novovasilivka, Novogrigovrivka, Novakamyanka, Trifonivka và Chevon. Kherson được coi là mắt xích quan trọng trong chiến lược của Nga nhằm lập hành lang trên bộ từ bán đảo Crimea đến miền Đông và miền Nam Ukraine. Ngoài Kherson, Ukraine cũng giành lại các thành phố làng mạc ở vùng Donbass. Khi được hỏi rằng có mâu thuẫn nào giữa những tuyên bố của giới chức Nga với tình hình chiến trường, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, những nơi đó sẽ là của Nga mãi mãi. Một số vùng lãnh thổ sẽ trở về và chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn người dân về việc thể hiện nguyện vọng chung sống với Nga. Trong khi Nga nói rằng quyết định sắp nhập nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân ở các vùng ly khai Ukraine, động thái trên đã vấp phải chỉ trích của Kyiv và các đồng minh, đối tác phương Tây. Khi Íp nói rằng việc sắp nhập này đã chấm dứt triển vọng hòa đàm giữa Ukraine và Nga. Khi Íp cũng tuyên bố đàm phán chỉ nối lại khi Nga rút hết quân hoặc Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ. Cùng ngày 12 tháng 10, Ukrainska Pravda cũng đưa tin Bộ Ngoại giao và Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Séc đã thông qua chương trình viện trợ cho Ukraine giai đoạn 2023-2025, trong đó quy định phân bổ mỗi năm khoảng 20,3 triệu euro, theo sự thật châu Âu, sự kiện đã được Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Jan Ripavsky thông báo. Chương trình viện trợ bao gồm các lĩnh vực nhân đạo, ổn định và phục hồi kinh tế trong quá trình tái thiết Ukraine. Ông Lipavsky cho biết, kế hoạch này có sự tham gia của các doanh nghiệp của Séc vốn đã có tiếng tăm ở Ukraine. Chúng tôi muốn có sự tham gia của cả khu vực tư nhân cũng như khu vực phi thương mại. Ông nói thêm rằng, các chính phủ Cộng hòa Séc và Ukraine sẽ thảo luận về các bước tiếp theo tại một cuộc họp chung ở Kyiv như đã được thông báo trước đó. Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Joseph Sikela cũng cho biết đất nước của ông muốn trở thành quốc gia đi đầu trong công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết nói hôm 12 tháng 10, Tôi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào đêm 11 tháng 10 để thảo luận liệu chúng tôi có thể hỗ trợ cho Kyiv thêm những gì. Tôi đã nêu ra việc Úc tính huấn luyện cho binh sĩ Ukraine, nhất là sau những cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào dân thường được Nga thực hiện vừa qua. Ông Albanese nhấn mạnh, Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và chúng tôi là đối tác lớn nhất của Kyiv mà không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo số liệu được Al Jazeera công bố, Úc từ cuối tháng 2 tới nay đã viện trợ cho Ukraine 60 xe bọc thép Bushmaster, 28 xe bọc thép M11-3AS4, 6 liệu pháo M777-155mm và đạn dược, nhiều loại vũ khí chống tăng, các trang thiết bị chiến đấu dành cho bộ binh, máy bay không người lái, thiết bị dò mìn, vân vân. Toàn bộ số trang thiết bị quân sự trên có tổng trị giá lên tới hơn 244 triệu đô la. Chuyển sang một diễn biến khác. Bloomberg đưa tin máy bay Boeing 747-400 Dreamlifter rơi một trong các bánh xe của bộ phận hạ cánh ngay khi vừa rời khỏi đường băng hôm 11 tháng 10. Vụ việc xảy ra tại thành phố Taranto, miền nam Italy. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy có khói bốc lên từ một trong các bánh xe của bộ phận hạ cánh chính, chiếc bánh xe tách khỏi máy bay và rơi xuống mặt đất. Bánh xe sau đó được tìm thấy tại một trang trại nho gần đó, nằm ngoài khu vực sân bay thành phố Toronto. Chiếc máy bay gặp sự cố mang số hiệu N718BA của hãng hàng không Atlas Air đang trên đường từ Toronto tới Charleston, bang North Carolina của Mỹ. Dù gặp sự cố, chiếc máy bay vẫn hạ cánh an toàn trên đất Mỹ. Boeing sau đó đã lên tiếng xác nhận sự cố xảy ra với chiếc Boeing Dreamlifter. Nhà sản xuất Mỹ cho biết sẽ hỗ trợ hãng hàng không Atlas Air điều tra nguyên nhân vụ việc. Chiếc máy bay gặp sự cố có phần thân rộng 8 mét, lớn hơn máy bay bình thường, vốn được sử dụng để chở hàng hóa. Chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay này là vào năm 2006. Cơ quan An toàn bay quốc gia Mỹ đang kiểm tra sự cố trước khi quyết định có chính thức mở cuộc điều tra vụ việc hay không. Thưa quý vị, trong một bức thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ anthony Blinken ngày 27 tháng 9, các nghị sĩ Hoa Kỳ trực tiếp chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại học viên Pháp Luân Công Chu Đức Dũng bằng những cáo buộc sai trái và yêu cầu trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc vì bức hại Pháp Luân Công. Ông Rubio cùng 8 thượng nghị sĩ đã kêu gọi Ngoại trưởng Blinken giúp ông Chu Đức Dũng, một học viên Pháp Luân Công được trả tự do, đồng thời trừng phạt các quan chức Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Bức thư viết, Chúng tôi yêu cầu ngài sử dụng các công cụ để trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm về những hành vi ngược đãi khủng khiếp đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông Chu Đức Dũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ vào năm ngoái và bị bỏ tù vì những cáo buộc sai trái. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại kéo dài 23 năm nhằm cưỡng ép loại bỏ Pháp Luân Công khỏi Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, tra tấn, tấn công tình dục một cách tùy tiện và buộc phải sản xuất hàng hóa để xuất khẩu trên khắp thế giới. Những cáo buộc đáng tin cậy về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng sống cũng nhiều lần xuất hiện. Đây là những vi phạm nhân quyền đáng sợ có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Ông Chu Đức Dũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giam từ ngày 23 tháng 4 năm 2021. Các nhà lập pháp cũng viết trong bức thư. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, ông Chu bị xét xử vì tội tổ chức và lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật. Vợ của ông Chu Đức Dũng, bà Viu Linh và con trai ông là công dân của Florida, Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày mùng 5 tháng 10, bà Vưu Linh nói với phóng viên Epoch Times rằng bản thân việc tu luyện của Pháp Luân Công không vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Trong số 14 tà giáo do Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố cũng không có Pháp Luân Công. Vì vậy, họ, Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và giam giữ chồng tôi hơn một năm với tội danh tà giáo chắc chắn là đã vi phạm pháp luật. Bà Vưu tập Pháp Luân Công từ năm 1998. Sau khi tu luyện, bệnh mất ngủ, đau nửa đầu, loét dạ dày, viêm thận và các bệnh khác đã được chữa khỏi, tâm tính của bà cũng được cải thiện. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp pháp luân công, ông Chu Đức Dũng từng nói chuyện với bạn bè của mình rằng, ai muốn vợ mình trở nên tốt hơn, hãy để cô ấy tu luyện pháp luân công. Sau đó ông cũng dần dần bước vào tu luyện pháp luân công. Con trai của ông Chu Đức Dũng cũng nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày mùng 5 tháng 10 rằng, những cáo buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cha anh là không có cơ sở. Anh nói, luật pháp Trung Quốc không quy định pháp luân công là một tà giáo, vì vậy việc lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật là không hợp lệ. Về vụ của ông Chu Đức Dũng, ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Thế giới về điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 5 tháng 10 rằng hơn 20 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng tội danh phá hoại việc thực thi pháp luật sai sự thật để bức hại Pháp Luân Công và vụ oan cho các học viên Pháp Luân Công. Ông nói, để lừa dối và thuyết phục người dân tuân theo chính sách đàn áp pháp luân công của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình tạo ra nhiều cáo buộc sai trái khác nhau nhằm vu cáo và bôi nhọ pháp luân công, kích động lòng căm thù của mọi người đối với pháp luân công. Theo Reuters, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador thông báo chính phủ của ông đang nỗ lực để ngăn chặn tình trạng nhập cư không có giấy tờ trước cuộc bầu cử Mỹ để đất Mexico không bị lôi kéo vào vòng xoáy chính trị của nước láng giềng. Ông Lopez Obrador cho biết chính quyền Mexico đã hỗ trợ đăng ký gần 6.000 người di cư không có giấy tờ vào nước này trong ngày 7 tháng 10 và 8 tháng 10. Ông cho biết các chính sách nhập cư của Mexico không thay đổi, nhưng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là họ không bị cuốn vào tranh luận xoay quanh cuộc bầu cử của Mỹ. Tiếp sau đây là phần tin trong nước. Kiến nghị công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai ở Phú Yên Ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên cho biết đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn Phú Yên. Kiến nghị trên nhằm mục đích ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên, mưa lớn đã làm mố phía bắc cầu Bà Nam bên phải tuyến thuộc địa phận thị xã Sông Cầu bị sói lở, tạo hàm ếch sâu vào mặt đường 3-4 m mét. Để đảm bảo giao thông, khu quản lý đường bộ 3 đã rào chắn cảnh báo, phân luồng các xe lưu thông đi qua quốc lộ 1D, đồng thời chuẩn bị dọ đá, đá hộc và thiết bị, cố gắng ngăn chặn sói lở, đảm bảo an toàn cầu. Ngoài ra, các tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 29C, quốc lộ 19C cũng phát sinh hư hỏng, sạt lở mái ta luy dương, đất bồi lấp rãnh dọc. Nhiều tuyến tỉnh lộ của Phú Yên cũng bị ngập sâu trong nước lũ gây ách tắc giao thông. Đề xuất kéo dài thời gian cho người Việt vào chơi casino Bộ Tài chính vừa có tờ trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xin chủ trương báo cáo Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam và xây dựng nghị định thay thế nghị định số 03/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. Bộ Tài chính cho biết theo quy định hiện hành, thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino là 3 năm từ năm 2019 đến 2022. Tuy nhiên do dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch các địa phương áp dụng giãn cách xã hội, lượng khách vào chơi casino giảm mạnh nên thời gian thí điểm bị gián đoạn. Do đó Bộ Tài chính kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt vào chơi casino đến hết năm 2024. Theo Bộ Tài chính, hiện cả nước có 9 casino đang hoạt động, trong đó có 8 casino chỉ cho người nước ngoài vào chơi. Duy nhất casino Phú Quốc, Kiên Giang thí điểm cho người Việt vào chơi. Về kết quả kinh doanh của các casino trên cả nước hiện nay, theo Bộ Tài chính, hiện cả 8 casino đang hoạt động đều đang lỗ nặng. Trong giai đoạn 2017-2019, các casino trên cả nước có doanh thu bình quân khoảng 1.700 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách khoảng 858 tỷ đồng một năm. Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các casino hoạt động khó khăn, phải tạm dừng kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội. Riêng casino Hồng vận không kinh doanh trong năm 2021. Do đó hiệu quả kinh doanh của các casino giảm mạnh. Năm 2021, doanh thu của các casino chỉ bằng 89% so với năm 2020, bằng 58% so với năm 2019. Về việc thí điểm cho người Việt vào chơi casino, Bộ Tài chính cho biết triển khai tại dự án ở Phú Quốc từ đầu năm 2019, lũy kế từ khi kinh doanh đến hết năm 2021, doanh thu từ casino này đã trừ chi phí trả lương đạt 3.218 tỷ đồng. Tổng lượt khách vào chơi casino là 240.560 lượt, trong đó khách Việt chiếm 65,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 570 tỷ đồng, nộp ngân sách 209 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, cơ quan này nêu rõ mô hình phát triển casino gắn với khu dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí theo kết luận của Bộ Chính trị là phù hợp. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án có casino tại các địa bàn khó khăn, chưa có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cần phải có cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư khi xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. phòng cấp cứu ở thành phố Hồ Chí Minh kín trẻ mắc bệnh hô hấp. Thời tiết thay đổi, virus tấn công trẻ nhỏ, bệnh nhi viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen suyễn nhập viện liên tục. Có thời điểm 300 trẻ cùng dồn về khoa hô hấp 1 bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bế con gái 1 tháng tuổi trên tay, chị HN 30 tuổi thành phố Hồ Chí Minh không khỏi căng thẳng khi nhớ lại cảnh bé tím tái ở nhà. Chia sẻ với báo Việt Nam Net, chị N cho biết Ban đầu bé chỉ ho nhẹ vài tiếng, chị dự tính hôm sau sẽ đưa đi khám nhưng bệnh chuyển nặng rất nhanh, bé đột ngột tím người, khó thở. Gia đình vội đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhà, sau đó đến bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị một tuần ở khoa hồi sức sơ sinh. Đáng nói cả người em sinh đôi của bé cũng bị viêm phổi và nhập viện cùng lúc. Gia đình chị HN phải chia nhau mỗi người một khoa để chăm con. Đến nay bé được chuyển về khoa hô hấp 1 nhưng do tình trạng nặng buộc phải theo dõi ở phòng cấp cứu. Người em vừa được xuất viện. Chị N chia sẻ, bác sĩ nói con bị viêm phổi nặng và biến chứng, tôi không nghĩ bệnh chuyển nặng nhanh như thế, trở tay không kịp. Bên cạnh giường con chị nờ là một bé gái mới 28 ngày tuổi. Anh Ngô Văn Tùng, 30 tuổi, ngủ ở Bình Phước, đang vỗ về con để vợ ra ngoài nghỉ mệt sau 3 ngày chăm sóc. Ban đầu bé cũng chỉ sổ mũi, ho ít, được khám ở gần nhà. Ngày thứ hai con ho nhiều, khó thở, vợ chồng anh gấp rút chuyển con lên thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tùng chia sẻ, hôm nay bé vẫn phải thở oxy nhưng đã đỡ hơn trước, giảm ho ăn được, lúc con khó thở phải cấp cứu tôi hoảng hốt lắm, rất sợ. Tại thời điểm phóng viên có mặt, phòng cấp cứu ở khoa hô hấp 1 bệnh viện Nhi đồng 2 gần như kín giường, 24 trẻ có tình trạng nặng đang được chăm sóc, nhiều ca phải thở oxy, thở áp lực dương liên tục qua mũi. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Phong, trưởng khoa hô hấp 1 bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 10 trở đi là mùa của bệnh hô hấp. Việc gia tăng trẻ nhập viện được tính toán sẵn để chuẩn bị giường, thuốc, nhân lực Bác sĩ Phong cho hay, sáng ngày 12 tháng 10, khoa hô hấp 1 đang có 258 trẻ điều trị, tăng khoảng 100 ca so với trước đó. Tuy nhiên, dự báo đến cuối tuần có thể tăng đến 300 trẻ nội trú, tập trung ở nhóm dưới 3 tuổi và đặc biệt là dưới 6 tháng tuổi. Cùng thời điểm, khoa hô hấp 2 đang điều trị cho 54 em. Với tình hình trên, các phòng bệnh không tránh khỏi cảnh đông đúc hay phải kê thêm giường ở hành lang. Kéo theo đó, điều dưỡng bác sĩ cũng không ngơi nghỉ để theo sát diễn tiến sức khỏe của các bé. Theo bác sĩ Phong, có thời điểm chúng tôi nhận đến 350k nên cũng quen với áp lực và sự vất vả. Vấn đề là phân công hợp lý, hỗ trợ nhau trong công việc, mục tiêu quan trọng nhất là sức khỏe của các bé. Hiện mỗi ngày, bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh khám ngoại trú cho khoảng 7000 trẻ, 20 đến 30% trong số đó là trẻ khám bệnh liên quan đến hô hấp. Tương tự bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 6500 lượt khám một ngày, bệnh viện Nhi đồng thành phố khoảng 1500 đến 2000 lượt khám một ngày. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Zepchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.